Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình quay cho mọi người xem là một bé Rottweiler nha mọi người ha. Bé Rottweiler nặng 60kg nha mọi người nha. Và đang bị tích dịch xoang bụng nè. Đây mọi người xem nè. Mọi người coi này, một bì dịch luôn nha. Nè, dịch nè. Một bì dịch nè, đang chảy nè mọi người ha. Đó, mọi người thấy không? Đây là tích dịch xoang bụng nha mọi người nha. Đấy. Dịch nè. Dịch đây là dịch có lặn máu nè, một bì nha mọi người nha, một bì luôn đó. Kiếp mọi người ha. Thì bắt đầu mình đã thoát dịch cho nó và mình quay video cho mọi người xem. Thì những cái ca mà tích dịch xoang bụng á, tích dịch xoang bụng như thế này thì mình đã làm rất là nhiều video cho mọi người rồi nha. Là mọi người có thể đây mọi người xem cái vị trí mà mình chọc kim nhé, đó vị trí mình chọc kim là mọi người biết không, rất là nhiều luôn đó mọi người, nhìn rất là tội luôn ha. Đấy, và cái nhóc này là nặng 60kg đó mọi người. Thì hồi sáng cái chị chủ á, chị dẫn qua bên mình á, thì chị kêu là nhóc bỏ ăn 10 ngày thì mình mới hỏi là bỏ ăn 10 ngày mà sao sống được hay à. Tại vì bỏ ăn 10 ngày mà sống được còn dạng kỳ tích á mọi người ha. Có thể là nó uống nước hoặc là nó phải ăn ít, nó phải ăn ít hoặc là phải ép nó ăn chứ còn mà cơ mà bỏ ăn 10 ngày mà sống thì mình thực chất thì mình chưa thấy. Nhưng mà cứ tin là như vậy ha. Đó, triệu chứng nó là như thế mọi người. Bỏ ăn 10 ngày đi phân lỏng. Và lúc mà mình qua mình kêu là bỏ ăn 10 ngày mà sao mà cái bụng căng cứng. Cái bụng căng cứng y chang này luôn. Thì mình cho siêu âm liền ha. Và khi mà mình siêu âm á thì mình thấy bên trong bụng rất là nhiều dịch ha. Thì lúc mà trước khi mà mình siêu âm thì mình nghĩ là một là tích dịch xong bụng, hai là bị viêm tử cung ha. Con cái mà bụng bự cũng bị viêm tử cung nha mọi người nha. Và mình siêu âm đó, mình siêu âm mình thấy nó rất là nhiều dịch luôn, rất là nhiều dịch. Và bắt đầu là mình hồi trước mình nói mọi người đã chữa bệnh thì phải chữa nguyên nhân với chữa triệu chứng. Thì lúc mà mình tích dịch thì mình phải thoát cái dịch để giảm áp lực cái xoang bụng trước, sau đó là mình mới trị nguyên nhân cho mọi người ha. Thì nguyên nhân của nhóc này là nó bị gan nha mọi người. Và cái tại sao bị gan là tại vì chủ của nó ở nhà tiêm ivermectin đó, cái thuốc mà chị ve á, mà chị ve với sổ dung á, mà nếu mà mình không biết được cái liều lượng sử dụng á, mình không biết được cái thời gian mà để mà mình cắt ra mình tiêm á, cứ tiêm liên tục á mà sẽ hư gan nha mọi người ha. Riêng cái ivermectin là cái thuốc gây hư gan rất là nhiều nha, và gây tích dịch xoang bụng rất nhiều luôn mọi người ha. Đây cái bụng như cái trống. Thì sau khi mà mình thoát dịch ha, mình thoát dịch ra là tiếp tục mình sẽ giả độc gan thận nhé, giả độc gan thận. Tiếp theo là mình sẽ truyền cái dinh dưỡng cho nó nha mọi người nha. Bỏ ăn 10 ngày như người mình thôi, bỏ ăn 10 ngày mình phải truyền dịch nè, mắt mặt nó nè mọi người. Coi nè. Đấy. Khuôn mặt cầu cứu. Rất là bự luôn nha mọi người nha. Rất là bự luôn ha. Đó. Nếu mà mình mấy cái ca này hoặc là mấy nhóc này mọi người đó nên siêu âm nha mọi người ha. Siêu âm thì nó mới rõ được. Chứ mà ở nhà mình cứ nghĩ bụng bự là bầu quá là sai nha mọi người nha. Ha. Thì hồi trước mình cũng có nuôi nhóc này mọi người ơi. Những cái nhóc này mọi người thấy nó to nó khỏe vậy đó, thực chất nó rất là hay đau bệnh và yếu nha. Thì mình muốn mà để giảm bệnh thì mình phải tiêm ngừa ha. Tiêm ngừa cho đầy đủ nè, sử dụng thuốc theo đúng cái chỉ dẫn của thuốc nha mọi người nha, hoặc là theo bác sĩ thú y gần nhất đó, rồi cho ăn uống này, không cho ăn xương đó, chỉ cần như vậy thôi là gần như là 95% là mấy bé đã sống khỏe rồi mọi người ha. Đó, chỉ cần vậy thôi mọi người. Và mấy cái nhóc này thì to khỏe, đó là ưu điểm á. Nhưng mà nhược điểm là ăn nhiều nha mọi người nha, ăn nhiều đi phân nhiều rất là cực luôn nha. Nếu mà nuôi trong cái môi trường mà nhỏ á, chặt chội á, rất là khó luôn nha mọi người ha. Tại vì cái tuổi này nó đòi hỏi phải chạy nhảy rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Và cái giá thành của tuổi này bây giờ nó nằm tầm 3,5 triệu tới 5 triệu một con cho con nha mọi người nhé. Và nếu mà có giấy tờ VK là FCI thì nó dao động từ 8 cho tới 10 mấy triệu tùy nha mọi người ha. Còn rút nhập thì nó tính theo đô la thì ngàn đô, 2.000 đô gì đó mọi người ha. Đó là đẳng cấp cao ha. Đây. Nên là mình thấy nhóc này 60kg rất là tội luôn. Thì mình đang cứu nó nên là sẵn mình quay cho mọi người xem ha. Nếu mà nhóc nha mọi người mà có bụng bự bất thường thì mọi người nên xử lý liền nha.
xử lý liền luôn mọi người nha, rất là nhanh luôn đó. Thì vị trí đâm kim rồi chữa những cái này như thế nào thì mình cũng nói sơ qua về cái nguyên tắc cho mọi người hết rồi nha mọi người nhá. Thì nếu mà có cái bệnh nào đặc biệt thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha mọi người.